Các thầy cô cùng các vị phụ huynh và các bạn học sinh. Và sau đây là phần trình diễn của tụi em. Ước sau này
sẽ đi muôn nơi khắp phương trời, rồi cuộc đời đã đưa tôi đi rất xa. Người ước mơ giờ đã trong cánh người sống mưa mơ, và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời nhẹ vun tay và tiêu tươi lên cao vời, để một ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ tỏa bông rơm chờ che các con đường ai rồi cùng bước qua cuộc đời, để lại những hành trang ở đây thế giới sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm cười buông tay ở dưới tán cây mình gầy. Xanh do các em học sinh trong câu lạc bộ văn nghệ trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân biểu diễn. Và xin quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng các em học sinh dành một tràng pháo tay thật lớn cho học sinh của chúng ta được không ạ? Cảm ơn các em. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo cùng các em học sinh thương mến, công cha nghĩa mẹ ơn thầy, nghĩ sao cho bỏ những ngày ấu thơ. Câu ca dao ấy đã sống trong lòng mỗi trẻ thơ Việt Nam từ tấm bé, và càng lớn ta càng thấm thía được hết thế nào là sự cao cả của tình cha, sự bao la của tình mẹ và dào dạt của ơn thầy. Mỗi bước đường ta đi đều có những tình cảm lớn lao ấy nâng bước chỉ đường. Hiểu được ân tình đó là điều đáng quý, bởi chứng tỏ rằng các em đã lớn, đã thấu hiểu, đã thấm thấy nhiều, đã cảm nhận được nhiều điều đáng trân quý trong cuộc đời. Và hôm nay, trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân long trọng tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 khóa 68, niên khóa 2020-2023.
Đây là dịp để đánh dấu mốc trưởng thành khi các em 18 tuổi, đồng thời cũng là dịp để học sinh có thể bày tỏ tấm lòng tri ân chân thành sâu sắc đến ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, trân trọng công cha, nghĩa mẹ. Đó là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Đến dự buổi lễ, tôi xin trân trọng được giới thiệu và đón tiếp. Về phía hội cha mẹ học sinh, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Hoàng, trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh. Về phía nhà trường, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Trịnh Hoài Duy, bí thư đảng bộ, hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Võ Thị Thanh Hiếu, phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Phạm Hữu Luật, phó hiệu trưởng nhà trường. Đặc biệt xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị khách quý là ông bà, cha mẹ của học sinh khối 12, đặc biệt là sự hiện diện đầy đủ của quý thầy cô giáo và toàn thể học sinh khối 12, đại diện học sinh khối 10, khối 11 của trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân cùng có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Các em học sinh thân mến, trong những ngày hạ cuối của đời học sinh, với những nỗi niềm chênh chao đến dịu vợi, không biết các em đang mong đợi hay là trăn trở điều gì? Và cô muốn bắt đầu buổi lễ ngày hôm nay của các em bằng những chia sẻ và tâm tư của chính các em. Các bạn thoải mái chia sẻ ha. Các con có những tâm tư trăn trở hay là băn khoăn gì trong những ngày hạ cuối? Cô cần lắm một cánh tay. Đừng để cô bơ vơ như thế này nha. À, cô thấy rồi. Cô mời bạn Duyên. Dạ thưa cô là... Dạ thưa cô, ngay giây phút này thì em cảm thấy vừa hồi hộp và cũng có chút lo lắng ạ. Bởi vì mình hồi hộp cảm thấy là mình đã trưởng thành và đã trở thành người lớn như là ngày bé mình mong ước. Và mình cũng cảm thấy, và em cũng cảm thấy khá lo lắng cho kỳ thi sắp tới ạ. Đó là những chia sẻ của bạn Duyên, cảm thấy hồi hộp, cũng thấy lo lắng và cũng cảm thấy vui mừng khi là mình được trưởng thành và giống như những điều mà mình đã hằng mong ước. Cô cảm ơn Duyên. Một tràng pháo tay cho những chia sẻ của bạn Duyên đi các bạn. Vỗ tay nhỏ quá, không có nhiệt luôn á. Vỗ tay to lên nào. Rồi, cô cần chia sẻ của một bạn nam đi ha. Có nữ thì có nam cho vui nè. À, cô mời con. Dạ, cô là trong những ngày tháng hạ... của lớp 12 thì và tuổi 18 thì con có thể cảm thấy rất là phấn khởi và có đôi chút hồi hộp tại vì phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới và cảm thấy mình trưởng thành khi có thể hoàn thành tốt nghiệp cấp 3. Rồi, cảm ơn con. Hồi hộp và phấn khởi là cảm giác của bạn Thế Vinh, học sinh lớp 12A9. Cô thấy một bạn nam che dù rất bảnh trai, 12A10, chào con. Con có thể chia sẻ những cảm xúc của mình trong ngày hôm nay. Dạ, em chào thầy cô với lại quý vị phụ huynh ạ. Thì đến cái buổi trưởng thành dành cho riêng khối 12 thì em cảm thấy cũng rất là hồi hộp và phấn khởi. Đặc biệt là tối nay chuẩn bị đi prom nên em cũng... nên em cũng rất là hồi hộp và mong chờ cái buổi prom để mình có thể có những cái kỷ niệm vui vẻ với thầy cô và các bạn học sinh ở trường Bùi Thị Xuân ạ. Rồi, cảm ơn con. Bạn cô xin phép tên bạn gì? Khang đúng không? Rồi cảm ơn bạn Khang 12A10, chắc là chia sẻ chân thật nhất, đang hồi hộp chờ đến tối nay để được đi prom. Ai đang hồi hộp chờ đợi tối nay đi prom giơ tay cô xem nào. Ít vậy thôi á hả? Ai đang hồi hộp chờ đợi tối nay đi tiệc nào? Có không? Có. Như vậy các bạn sẽ thấy, có người thì lo lắng cho kỳ thi, có người lại ngẩn ngơ tiếc nuối bao kỷ niệm, có người trong tim lại mang đầy những khát vọng, nhiệt huyết thanh xuân. Và cô tin một điều chắc chắn rằng không thể thiếu, đó là sự mong chờ đón nhận khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành khi tôi 18. Ai đó đã nói rằng, có một khoảng thời gian tươi đẹp mang tên tuổi 18, đến nhanh, đi nhanh và không bao giờ trở lại. Vì thế, hãy sống thật ý nghĩa để sau này nhìn lại, bạn sẽ có những ký ức đẹp đẽ và không phai nhòa theo thời gian. Và ngày hôm nay đây, dưới mái trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân thân yêu này, các em sẽ được trưởng thành và bước sang một cột mốc mới của cuộc đời,
18 tuổi. Thầy cô, cha mẹ chúc mừng, tin tưởng và hy vọng rất nhiều ở các em. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để đánh dấu kỷ niệm này. Và xin trân trọng kính mời lên sân khấu thầy Trịnh Hoài Duy, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng mời lên sân khấu bà Dương Thị Bích Thuận, đại diện hội cha mẹ học sinh, cùng 12 lớp trưởng đại diện cho học sinh khối 12. Chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để thắp nến cho bánh kem. Những ngọn lửa đang được thắp lên tượng trưng cho niềm hy vọng, sự yêu thương, sự tin yêu mà thầy cô cha mẹ sẽ gửi gắm thật nhiều ở các con. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thổi nến. Các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn ở dưới ơi, đếm 1, 2, 3 cùng với cô được không? Chúng ta chuẩn bị thổi nến ha. Đếm cùng với cô nha các bạn. 1, 2, 3. Một tràng pháo tay thật lớn để đánh dấu mốc trưởng thành của tất cả chúng ta. Và sau đây xin trân trọng kính mời thầy Trịnh Hoài Duy và bà Dương Thị Bích Thuận cùng 12 học sinh sẽ tiến về hai hộp quà ở hai bên sân khấu. Còn một bất ngờ nữa dành cho các em. Một tràng pháo tay thật lớn nào học sinh trường chúng ta. Nào chúng ta cùng đếm 1, 2, 3. Chúc mừng tuổi 18. Một tràng pháo tay nè các bạn ơi. Xin cảm ơn thầy Trịnh Hoài Duy, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường. Cảm ơn bà Dương Thị Bích Thuận, đại diện hội cha mẹ học sinh, cùng 12 lớp trưởng đại diện cho khối 12. Cô mời các em trở lại vị trí của mình. Các em thân mến, cuộc hành trình của cuộc đời chỉ mới bắt đầu. Chúc mừng sinh nhật tuổi 18. Chúc mừng các em. Tuổi 18 sẽ không thay đổi toàn bộ cuộc đời của các em như cách mà các em đã nghĩ. Nhưng nó chính là điểm khởi đầu của cuộc đời với những ước mơ, những cơ hội rộng mở hơn. Các em hãy trân quý và lưu giữ mãi những kỷ niệm thật đẹp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô cùng các em học sinh thân mến. Phượng hồng rơi rụng đầy sân, cổng trường khép lại lựa lần tiễn nhau. Sẽ xa tiếng nói câu chào, dãy bàn lớp học nôn nao trống trường. Tường vôi bản phấn thân thương, ngày mai hóa dấu bụi đường xa xôi. Ngày hôm qua, 12 cánh cửa phòng học của khối 12 đã bồi hồi khép lại. Để ngày hôm nay, các em được trưởng thành và sẽ tung cánh bay muôn phương. Biết bao cảm xúc và nỗi niềm muốn trao gửi đến thầy cô, cha mẹ kính yêu và cả những lời nhắn nhủ đến thế hệ đàn em. Và ngay sau đây, cô xin mời lên sân khấu em Thái Minh Thùy Duyên, học sinh lớp 12A6 và em Đặng Thế Vinh, học sinh lớp 12A9 sẽ đại diện cho học sinh khối 12 có những chia sẻ tâm tư. Cô xin mời các em. Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, kính thưa các bác trong hội cha mẹ học sinh, các bạn học sinh thân mến. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào chúng em còn bỡ ngỡ, rụt rè bước vào ngôi trường làm quen với lớp mới, thầy cô giáo mới và bạn bè mới. Vậy mà giờ đây tất cả chúng em lại hiện diện trong ngôi trường này để đánh dấu bước trưởng thành của mỗi người. Và cũng là lúc nói lời chia tay với tất cả những gì thân quen mà chúng em gắn bó suốt 3 năm học. Kính thưa thầy cô, mới hôm nào chúng em vẫn nghĩ sẽ không có điều gì xảy ra khi rời xa mái trường. Ngôi trường vẫn ở đó, sừng sững, uy nghi và luôn dang rộng vòng tay đón chúng em trở về. Nhưng hôm nay, giây phút này, chúng em lại cảm thấy một khoảng trống vắng mênh mông.
có tuổi nào đẹp hơn tuổi học trò, có tình cảm nào sâu đậm như tình cảm thầy cô, có nỗi buồn nào nhiều hơn khi phải rời xa mái trường thân yêu. Tại mái trường Bùi Thị Xuân, tình thầy trò đã được dệt thêu, tình bạn thiêng liêng được thăng hoa, cùng nhau trao đổi, chia sẻ, cùng nhau vun đắp những kỷ niệm vui buồn. Vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Thời gian trôi qua, theo từng ngày, từng giờ, trong tâm trí chúng em dần xuất hiện vô vàn trạng thái cảm xúc, hồi hộp, lo lắng, sợ hãi và tiếc nuối. Có ai mà không tiếc nuối khi chợt nhận ra khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi đời người sắp phải trôi qua và không bao giờ trở lại. Thưa thầy, thưa cô, cuộc đời của mỗi chúng em dường như là một thiên truyện dài mà mỗi thầy cô đã điểm tô vào một trang sách. Tuy chỉ một trang sách thôi nhưng lại chứa đựng thật nhiều màu sắc. Có màu hồng của tình yêu thương ấm áp, sự che chở ân cần. Có màu nâu của sự suy tư trầm lắng. Có màu vàng của sự nghiêm trang, màu trắng của chân lý và cả màu xanh của sự tươi trẻ. Có lẽ đến hết cuộc đời này, những trang sách ấy vẫn sẽ để lại một dấu ấn sâu đậm trong ký ức của mỗi chúng em. Thầy cô ơi, bao tháng ngày dạy dỗ, con trưởng thành trong lời giảng thầy cô, qua nét phấn nghiêng nghiêng trên bục giảng, những ánh nhìn âu yếm của mẹ cha, những lời khuyên tha thiết đứa con, cùng tấm lòng cao cả của biển khơi. Nhưng có lẽ dưới đôi mắt của những đứa trẻ con, không phải ai cũng cảm nhận được tình thương, sự giúp đỡ của thầy cô dành cho học sinh. Có những khi thầy cô cho thật nhiều bài tập để vững thêm kiến thức thì chúng em lại cho rằng thầy cô đang hành hạ mình. Có những lúc chúng em bị điểm kém thì nghĩ là do thầy cô thiên vị mà không nhận ra lỗi sai ở chính bản thân mình. Có những lúc thầy cô yêu cầu thực hiện nghiêm túc nội quy, nề nếp để chúng em biết rằng kỹ năng sống là vô cùng quan trọng. Ấy thế mà chúng em cho rằng thầy cô khó tính. Có lẽ thầy cô sẽ rất buồn khi nghe những điều này. Nhưng thầy cô ơi, với trái tim bao dung của mình, xin thầy cô hãy tha thứ cho chúng em, tha thứ cho những lỗi lầm, những suy nghĩ nông cạn của tuổi học trò đầy vô tư, vụng dại này. Chuyến đò 12 sắp cập bến, thời gian bên thầy cô cũng không còn dài nữa. Chúng em như những chú chim sắp phải rời xa vòng tay của thầy cô, dang cánh bay lượn, trải nghiệm bầu trời ngoài kia rộng lớn đến nhường nào. Chúng em tin rằng thầy cô sẽ mãi là một chỗ dựa vững chắc, một bến bờ bình yên cho chúng em dừng chân sau những chặng đường, để rồi có thêm niềm tin, thêm động lực để vững vàng đứng lên và bước tiếp trên con đường mà chúng em đã chọn. Chúng em cảm ơn thầy cô rất nhiều, không chỉ bởi vì những kiến thức mà thầy cô dành tặng, mà còn bởi trái tim nhân hậu, tình yêu thương và sự tin tưởng mà thầy cô đã dành cho chúng em. Chúng em xin hứa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, sẽ cố gắng hết sức để đạt được sự khởi đầu thành công trong cuộc sống của mình, để không phụ lòng tin của thầy cô. Thời gian ơi, xin dừng lại đừng trôi, cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa, gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu. Chúng em xin kính tặng thầy cô những bông hoa tươi thắm thay cho tấm lòng, tình cảm và lời tri ân sâu sắc nhất với nhà trường, với thầy cô. Sau đây, em xin trân trọng kính mời cô Võ Thị Thanh Hiếu, Phó Hiệu trưởng, cô Phạm Thị Gấm, Khối trưởng chủ nhiệm Khối 12, đại diện nhà trường nhận hoa tri ân của học sinh Khối 12, niên khóa 2020-2023. Cho em bài học hay mãi sau.
thân thương mà da diết, mẹ lời trái tim dai dẳng suốt đời con. Chúng con cảm ơn ba mẹ thật nhiều, cảm ơn vì đã cho con là con của ba mẹ, cảm ơn ba mẹ khi đã mang con đến với thế giới này, cảm ơn ba mẹ 18 năm qua đã không quản khó nhọc nuôi con, cảm ơn vì ba mẹ đã kiên nhẫn chờ đợi đến ngày con lớn khôn. Cảm ơn vì nền tảng vững chắc mà ba mẹ đã chuẩn bị cho chúng con bước vào đời mà không có một lời than vãn, trách móc. Mẹ là biển cả thênh thang, cha là ngọn núi cao sang giữa đời, cho con cuộc sống tuyệt vời với bao no ấm từ thời ấu thơ. Mẹ hiền dìu những giấc mơ cho con chắp cánh bay vào tương lai. Ơn cha nghĩa mẹ đông đầy, sớm hôm vất vả hao gầy lao tâm. Không có ngôn từ nào có thể diễn đạt hết công ơn mà ba mẹ đã dành cho chúng con, và cũng không thể nào chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chúng con có thể bày tỏ hết lòng biết ơn sâu sắc đến ba mẹ. Dẫu chúng con biết rằng vì cuộc sống mẹ suốt đời lam lũ, vì con vui mẹ gánh hết buồn đau, mẹ yêu con bằng dòng sữa ngọt, cha yêu con bằng giọt mặn mồ hôi. Nhưng 18 năm qua, chúng con hồn nhiên vô tư đến mức chỉ biết nhận tình cảm, sự chăm sóc của ba mẹ mà chưa nghĩ đến trách nhiệm của mình. Có những lúc chúng con bướng bỉnh, chỉ biết làm theo điều mình thích. Chúng con ngỗ ngược, chúng con tự tìm những lý do để trả lời cho hành động của mình. Để rồi con bất chợt nhận ra sao thời gian trôi nhanh quá. Những dấu vết của sự vất vả, cực nhọc dần in đậm trên khuôn mặt của ba mẹ. Chúng con thật quá vô tâm phải không ba mẹ? Ba mẹ ơi, ngày hôm nay sẽ là một ngày thật sự đặc biệt, bởi vì dưới sự dõi theo của ba mẹ, của thầy cô, chúng con đã chính thức trưởng thành. Chúng con đã chuẩn bị hành trang để bước vào đời. Điều đó có nghĩa ba mẹ sẽ bớt đi phần nào nỗi lo âu về những đứa con của mình. Và tất nhiên, quá trình trưởng thành ấy là không hề dễ dàng. Vì vậy, chúng con xin hứa trong những năm sắp tới của cuộc đời mình, chúng con sẽ cố gắng rèn luyện bản thân để trở nên tự lập hơn, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, để một lúc nào đó chúng con sẽ tự hào nói: ba mẹ hãy tin tưởng vào con. Trong tâm tình đơn sơ, bé nhỏ của những người con, chúng con xin kính dâng lên ba mẹ những lời cảm ơn, và chúng con cũng muốn xin lỗi ba mẹ. Xin ba mẹ hãy bỏ qua những lỗi lầm của chúng con và mãi yêu thương chúng con như ba mẹ đã từng yêu thương. Trong không khí thiêng liêng, trang trọng này, chúng con muốn nói: con yêu ba mẹ thật nhiều. Mùi ấm áp khói bay.
trắng con dần khôn lên, gia nhân đôi tay xem nắng thấy che xa hơn. Nhưng những lúc tan trường, chiếc xe đạp che đón bên đường, những năm tháng tươi đẹp của tôi thành xuân che ra rồi đúng không? Mắt em tay chân thì run, che ra rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ, cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mọi niềm vui của các con thôi. Thứ hỏi cuộc đời
sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên mình. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Khi con là con ba, con của ba rất ngoan. Khi con là con của mẹ rất hiền. Rồi mai đây khôn lớn bay đi khắp nẻo đường, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên mình. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Khi con là con ba, con của ba rất ngoan. Khi con là con của mẹ rất hiền. Rồi mai đây con lớn bay đi khắp nẻo đường, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Xin muốn gửi tới các em trong ngày hôm nay. Và con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi hết cuộc đời mẹ vẫn theo con. Hãy tin rằng có thành công hay thất bại, có sóng gió hay vinh quang, luôn có một mái ấm gia đình, một bờ vai của cha, một bàn tay của mẹ để chúng ta tìm về. Một lần nữa, xin cảm ơn bài hát thật ý nghĩa của ông Cao Sĩ Thiện, đại diện Hội Cha Mẹ Học Sinh. Và liên tục chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Hoàng, trưởng ban đại diện Hội Cha Mẹ Học Sinh sẽ lên phát biểu dặn dò các em. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý cầy cô giáo, kính thưa quý bậc phụ huynh, các em học sinh thân mến. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt toàn thể quý bậc phụ huynh trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo lời chúc mừng và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các em học sinh toàn trường thân mến.
Trong không khí của buổi lễ tri ân trưởng thành của các em học sinh khối 12 trường phổ thông trung học Bùi Thị Xuân niên khóa năm 2022-2023 được trường phổ thông trung học Bùi Thị Xuân long trọng tổ chức hôm nay. Là cha là mẹ, có lẽ không ngôn từ nào có thể tả hết nỗi niềm xúc động, lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô. Chúng tôi tự hào vì được gửi gắm con em vào dưới mái trường có bề dày truyền thống, trải qua hơn 70 năm hình thành và phát triển. Trường đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Dưới mái trường phổ thông trung học Bùi Thị Xuân, chúng tôi thấy con em mình trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần. Sự trưởng thành của các con hôm nay về trí tuệ, về đạo đức, về kỹ năng, về nhân cách sống chính là nhờ sự tận tâm, tận tình, tâm huyết dạy dỗ, rèn luyện của quý thầy cô giáo đối với con em của chúng tôi trong từng ngày, từng giờ để các con trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho gia đình và cho xã hội. Nhân buổi lễ tri ân trưởng thành hôm nay, chúng tôi những bậc phụ huynh có con đang theo học tại trường phổ thông trung học Bùi Thị Xuân xin bày tỏ lòng biết ơn, đặc biệt là sự tri ân sâu sắc nhất đến ban giám hiệu, quý thầy cô giáo khối 12 và tất cả các thầy cô trường Bùi Thị Xuân niên khóa năm 2022-2023. Kính thưa quý bậc phụ huynh, chúng tôi cũng đặc biệt xin cảm ơn quý bậc phụ huynh đã sinh thành ra các con và nuôi nắng dạy dỗ các con trưởng thành đến ngày hôm nay. 3 năm qua, các bậc phụ huynh đã phối hợp cùng nhà trường, đồng hành cùng nhà trường, giúp cho nhà trường nhiều phong trào cùng hoạt động hướng đến cùng sự tiến bộ của các con để có cái ngày trưởng thành hôm nay. Kính chúc quý thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh, cán bộ nhân viên nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người. Kính thưa các cháu học sinh yêu quý, ai cũng có một thời cùng bạn bè cấp sách đến trường, cùng thầy cô học tập dưới mái trường thân yêu. Đó là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Nhưng chặng đường ấy rồi cũng phải có ngày kết thúc. Khi các con đủ lớn và trưởng thành, chúng con sẽ nói lời từ biệt với tất cả những gì quen thuộc thân thiết nhất ở mái trường, bắt đầu cho một chặng đường mới. Mỗi cấp học sinh có một ý nghĩa, một dấu ấn riêng trong cuộc đời của mình. Nhưng có lẽ 3 năm cấp 3 là một dấu mốc khó quên, bởi đó là một chặng đường giúp các con hoàn thiện bản thân, định hình tương lai và chính thức bước vào cuộc sống mới, một cá nhân tự lập. Ngày hôm nay là một ngày đánh dấu sự trưởng thành của các con. Qua quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường phổ thông bằng nhân cách, kết quả học tập, điều này mang ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cha mẹ, thầy, cô giáo. Sự trưởng thành của các con hôm nay không thể không kể đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, công lao dạy dỗ truyền đạt kiến thức của thầy cô. Kết thúc 12 năm đèn sách, mỗi con giờ đây có những lựa chọn riêng cho chặng đường tiếp theo của mình. Trước mắt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sắp đến. Đó là điểm kết thúc của một quá trình học tập 12 năm, nhưng lại mở ra cho các con nhiều cơ hội, nhiều sự lựa chọn. Phụ huynh chia sẻ cùng các con những vất vả nhọc nhằn, những áp lực căng thẳng ngày tháng ôn luyện, thi cử tốt nghiệp phổ thông. Mong các con luôn mạnh khỏe, vững vàng, nỗ lực hết sức vượt bậc qua kỳ thi phổ thông trung học quốc gia năm 2023, đạt kết quả tốt nhất để không chỉ giành lấy cơ hội cho đời mình mà còn tri ân ơn nghĩa quý thầy cô và cha mẹ. Khép là một chặng đường là bắt đầu cho những khởi đầu mới. Không trời dưới mái trường này cũng như vòng tay của cha mẹ, thầy cô, cuộc đời đang rộng mở trước mắt các con bao ngã đường. Lựa chọn thế nào để mai này không còn phải hối tiếc, lựa chọn thế nào để không uổng phí thời gian. Mỗi người có một khả năng, một thế mạnh, không ai giống ai. Chính vì vậy mà có muôn nẻo đường để dẫn đến thành công. Các con hãy vững vàng trên mỗi bước đường sắp tới. Hãy bước tới những ngày mai bằng tất cả những nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm tin yêu vào cuộc sống. Dù cuộc đời ngoài kia không bình yên như ngôi nhà của cha mẹ, của mái trường, không trong lành như mái trường thầy cô, các con rồi sẽ phải đối diện chung sống với nhiều điều kiện mới. Chặng đường mới có lúc có những lúc khó khăn vấp ngã, nhiều ước mơ cũng sẽ không vẹn toàn, nhưng đó không phải là tất cả. Sự kiên trì, nỗ lực vượt bậc những trở ngại ấy, sẽ có rất nhiều điều tốt lành, rất nhiều niềm vui và những điều có ý nghĩa đang chờ đón các con phía trước. Nhưng dù thế nào, các con cũng đừng bao giờ thôi cố gắng, đừng nản chí, đừng đánh mất niềm tin vào cuộc sống.
nhất là niềm tin vào bản thân mình. Nhưng cái chính là sự cố gắng làm chủ bản thân, xác định hướng đi trong tương lai của các con, khắc ghi công ơn cha mẹ, thầy cô, cố gắng hết mình để phấn đấu đạt được ước mơ, bước vào ngưỡng cửa cấp học cao hơn để tri ân sự mong mỏi của cha mẹ và thầy cô. Các con hãy tin rằng thầy cô và cha mẹ luôn sát cánh cùng các con trên con đường để lên chinh phục trí thức, rèn đức, luyện tài, thực hiện ước mơ hoài bão của mình đi đến tương lai. Phụ huynh chúng tôi tin rằng bước ra từ ngôi trường Bùi Thị Xuân thân yêu này, các em sẽ tiếp tục trưởng thành để sống nhân ái, sống nhân cách, sống có cống hiến và nhiều ý nghĩa, sống có trách nhiệm với bản thân mình, trách nhiệm đối với gia đình, xã hội, là công dân tốt, là người chủ nhân tương lai của đất nước. Một lần nữa cho phép tôi đại diện các bậc phụ huynh toàn trường, đặc biệt là phụ huynh khối 12, niên khóa 2022-2023, được bày tỏ lòng biết ơn, lòng tri ân sâu sắc nhất đến quý thầy cô giáo trường Bùi Thị Xuân và kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính chúc quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh và các em học sinh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng, cảm ơn. Xin trân trọng kính mời ban lãnh đạo của trường Bùi Thị Xuân lên để nhận món quà từ đại diện của phụ huynh trường Bùi Thị Xuân niên khóa năm 2022-2023. Xin trân trọng kính mời quý thầy cô. Kính thưa thầy cô, các em học sinh lớp 10-11 thân mến, chúng ta thật may mắn khi được sống trong nhà chung Bùi Thị Xuân, 75 tuổi. Khoảng thời gian được học tập dưới mái trường này sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, bởi 3 năm này các em vẫn được bao bọc dưới đôi cánh chở che của ba mẹ, thầy cô, được sống với sự hồn nhiên, vui tươi, vô lo, vô nghĩ. Chính vì thế, anh chị mong các em hãy tận hưởng khoảng thời gian đáng quý nhất của mỗi người. Các em hãy luôn tự hào nhé, chúng ta đều đã và đang được học tập dưới mái trường mang tên một vị nữ tướng với bề dày lịch sử truyền thống, là những người đi trước. Các anh chị hy vọng rằng các em sẽ luôn nhâm ngoan, luôn nghe lời thầy cô để xây dựng nơi đây thành một ngôi trường đầy kiêu hãnh và tự hào. Các em vẫn luôn có thời gian để vui chơi, để yêu thương với nhau dưới mái trường này. Các em hãy tận dụng những thời gian quý báu nhất sắp tới, rồi sau này quay nhìn lại, các em sẽ không phải hối tiếc về những ngày tháng đã qua. Hãy học, hãy sống, giúp đỡ và quan tâm đến nhau. Các em chính là những người viết tiếp những trang rất đẹp cho lịch sử trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân. Thế hệ đi trước với niềm tin yêu, sự kỳ vọng. Xin gửi trao lại cho các em lá cờ truyền thống của học sinh Bùi Thị Xuân. Thân mời em Dương Ngọc Phương Anh, học sinh lớp 11A15 và em Nguyễn Thanh Thảo Uyên, học sinh lớp 10A5, đại diện học sinh lớp 10-11 nhận cờ truyền thống. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô, quý phụ huynh và toàn thể các anh chị học sinh khối 12, niên khóa 2020-2023, được học dưới mái trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân thân yêu là một niềm tự hào rất lớn đối với chúng em, bởi đây là một ngôi trường có bề dày truyền thống dạy và học. Nơi đây đã đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh góp phần xây dựng nên một xã hội tốt đẹp. Và ngày hôm nay, càng vinh dự hơn khi em được thay mặt cho các bạn học sinh
khối 10 và 11 nhận lá cờ truyền thống và phát biểu trong buổi lễ tri ân trưởng thành của các anh chị học sinh khối 12. Em xin được kính gửi những lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý thầy cô, cha mẹ vì đã luôn yêu thương, dạy dỗ và bảo ban chúng em. Đặc biệt, chúng em xin được chúc mừng các anh chị học sinh khối 12 đã đánh dấu cột mốc trưởng thành của đời học sinh. Được nhận lá cờ truyền thống vừa là niềm vinh dự, cũng vừa là trách nhiệm lớn lao của thế hệ chúng em để viết tiếp những trang thành tích vẻ vang và làm dày thêm truyền thống của nhà trường. Để xứng đáng với lá cờ truyền thống này, chúng em, những học sinh khối 10 và 11 sẽ cố gắng rèn luyện, học tập thật tốt, sống có hoài bão, có ước mơ để xứng đáng với niềm tin yêu, hy vọng của quý thầy cô, cha mẹ và các anh chị. Cuối cùng, em xin được kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc các anh chị học sinh khối 12 chinh phục được ước mơ, khát vọng của mình. Em xin trân trọng cảm ơn. Các em học sinh thân mến, sự trưởng thành của các em hôm nay không thể không kể đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, công lao dạy dỗ, truyền đạt kiến thức của thầy cô. Phía trước các em là bầu trời, là khát vọng, là ước mơ. Và dù có đi đâu, làm gì, hãy nhớ hành trang tri thức, hãy nhớ những bài học cuộc sống mà thầy cô đã dạy dỗ, truyền đạt. Và hãy luôn nhớ về mái trường Bùi Thị Xuân thân yêu này. Sau đây, xin trân trọng kính mời thầy Trịnh Hoài Duy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường sẽ lên phát biểu dặn dò học sinh khối 12. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa ông Lê Hoàng, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Kính thưa quý bậc cha mẹ học sinh. Kính thưa quý thầy cô giáo. Các anh chị em nhân viên, các em học sinh thân mến. Hôm nay ngày 23 tháng 6 năm 2023, nhà trường long trọng tổ chức lễ ra trường trưởng thành cho học sinh khối 12 khóa 2020-2023 và cũng là dịp học sinh lớp 12 tri ân cha mẹ, thầy giáo, cô chú nhân viên nhà trường. Thay mặt hội đồng sư phạm, tôi xin chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, cha mẹ học sinh, thầy giáo, cô giáo, anh chị em nhân viên đã đến dự lễ. Thầy gửi lời chúc mừng cùng tình cảm thân thương nhất đến tất cả học sinh khối 12 đã hoàn thành chương trình học tập và rèn luyện ở bậc trung học phổ thông. Học sinh khối 12 thân mến, năm 2020, khi các em vào trường, chính thức trở thành thành viên trong mái nhà chung Bùi Thị Xuân, thầy cảm nhận được trên khuôn mặt của các em có sự tự hào, háo hức khi được tiếp xúc với trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới. Và cũng có cả sự rụt rè, bỡ ngỡ. Thì đến hôm nay, sau 3 năm, bằng sự nỗ lực của bản thân, sự chăm sóc của gia đình, sự dạy dỗ của thầy cô, các em đã lớn lên về nhiều mặt, không chỉ là tuổi đời, là hình thể, mà đang nói hơn là kiến thức, là kỹ năng, là nhận thức, là hành động đủ chính để tự tin chuyển sang một môi trường mới, đến với những chân trời mới, rộng lớn hơn. Các em là thế hệ học sinh thứ 68 của nhà trường. Thầy ghi nhận và đánh giá cao ý thức học tập, rèn luyện của các em trong thời gian qua và mong rằng các em sẽ tiếp nối mạnh mẽ các thế hệ đi trước để tiếp tục giữ gìn và đắp bồi, điểm tô, làm giàu có thêm, đẹp thêm truyền thống nhà trường. Các em đã tự hào về nhà trường khi chúng ta vào trường và từ giờ khắc này trở đi, các em phải luôn nhớ rằng nhà trường đang dõi theo và tự hào về các em. Em thấy không? Tất cả đã xa rồi. Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ, tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế, hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say. Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu, lời hát đầu tiên xin hát về trường cũ và nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế. Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi? Thôi đã hết thời bím tóc trắng ngủ quên, hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cổ. Quả đã ngọt trên mái cành đu đủ, hoa đã vàng hoa mướp của ta ơi. Xin chúc mừng 516 học sinh
khóa 2020-2023 của trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân đã trưởng thành. Và cũng xin cảm ơn, chúc mừng quý bậc cha mẹ học sinh đã sinh thành, nuôi dưỡng và phối hợp chặt chẽ với nhà trường, thầy cô giáo để giáo dục con em trưởng thành. Kính thưa quý vị đại biểu, các em học sinh thân mến, trong buổi lễ với nhiều cung bậc cảm xúc hôm nay, thay mặt cho hội đồng sư phạm, thầy gửi gắm đến các em một số điểm sau. Thứ nhất, các em tiếp tục động viên, giúp đỡ nhau thực hiện nghiêm túc quy chế thi, bình tĩnh, tự tin, cố gắng, nỗ lực hết sức để đạt được kết quả như kỳ vọng trong kỳ thi sắp tới, kỳ vọng của bản thân, của cha mẹ, của thầy cô. Và các em nhớ rằng đây là bước ngoặt quan trọng định hướng tương lai trong cuộc đời của mỗi em. Thứ hai, sắp tới các em phải tự từng bước tự lập ở môi trường mới, chắc chắn sẽ gặp không ít những khó khăn với những chuyện, những việc chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ gặp. Nhưng thầy tin và hy vọng rằng các em có đủ ý chí, nghị lực, đủ hiểu biết, nhận diện được đúng, sai, nên, không nên, và thật sự bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, trở ngại ấy, hướng đến thành công trên con đường mà các em đã chọn, biến những ước mơ, những khát vọng dần thành hiện thực. Thứ ba, được sinh ra, được sống, được nuôi dưỡng, được yêu thương, được học hành, rồi đến hôm nay trưởng thành, giàu sức sống, nhiều khát vọng, vân vân. Từ những điều ấy, các em phải nhận thấy rằng, phải ý thức thật sâu sắc rằng mình thật sự giàu có. Đúng là các em thật sự giàu có. Để rồi từ đó biết quý trọng bản thân, từ hình dáng đến tâm hồn, biết tri ân, cảm ơn khi được nhận, được cho, biết cúi đầu xin lỗi, sửa lỗi khi làm những điều chưa đúng, biết vui, biết buồn. Nhưng nên nhớ rằng niềm vui nỗi buồn không chỉ dừng lại ở bản thân, mà còn phải biết chia sẻ, cảm thông với người khác. Hãy giữ nhân cách ngay thẳng và lòng tự trọng trước những cám dỗ của đời thường. Thứ tư, và đây cũng là điều sau cùng, thầy muốn tâm sự với các em. Các em đã trưởng thành, các em đã ra trường, đã phải tự chịu trách nhiệm về bản thân, hòa vào đời sống xã hội, nghĩa là các em đang đi trên chiếc cầu của cuộc đời mình. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, bảo vệ cuộc sống quý giá của mình, thì các em phải luôn đi trong hành lang pháp lý, thượng tôn pháp luật, và cũng phải luôn có ý thức giữ gìn, tuân thủ những giá trị chuẩn mực của nhân loại, văn hóa, truyền thống, đạo đức của dân tộc, nền nếp gia đình, truyền thống nhà trường. Ngoài ra, còn phải biết nuôi dưỡng, đắp bồi lòng nhân ái, sự bao dung, tính vị tha. Và đừng bao giờ nghĩ như thế là cho người khác, mà trước nhất nên nghĩ là cho chính mình. Có vậy mới có được cuộc sống nhẹ nhàng, an yên, mới cảm nhận được cuộc đời là rộng mở, tươi đẹp, đáng yêu. Thầy chúc tất cả các em thành công trong hành trình rất dài ở phía trước, với những điểm tốt đẹp nhất, mà gần nhất là trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học sắp tới, đạt kết quả như kỳ vọng. Nhân đây cũng cho phép gửi lời thăm hỏi, cảm ơn đến cha mẹ, gia đình các em đã có công sinh thành dưỡng dục và cùng sát cánh với các em trong những năm qua, đã hỗ trợ nhà trường về vật chất cũng như tinh thần, góp phần giúp nhà trường hoàn thành tốt sự nghiệp trồng người. Cũng xin ghi nhận và cảm ơn quý thầy giáo, cô giáo, anh chị em nhân viên nhà trường bằng tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề đã khơi dậy, chắp cánh cho thêm một thế hệ học sinh, thế hệ 68 của trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân, hôm nay trưởng thành, bay cao, bay xa. Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, anh chị em nhân viên và các em học sinh mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc và có thêm những thành công mới. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Xin trân trọng cảm ơn những lời dặn dò chia sẻ của thầy Trịnh Hoài Duy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Và ngay bây giờ, cô xin mời các em đại diện cho các lớp sẽ lên sân khấu nhận huy hiệu từ nhà trường. Xin trân trọng kính mời thầy Trịnh Hoài Duy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường sẽ lên trao huy hiệu cho các em.
Trân trọng kính mời. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi, bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho cho thời gian trở lại, trong bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Trời phố chốc sương rỡ để rồi tan biến, tựa như năm tháng lúc ta vẫn còn ngây thơ, ấp ôm thật nhiều mộng mơ vượt qua bất ngờ. Những tháng năm đó đem lòng gửi trao một người, cứ xô đi biết bao điều chưa nói, thời gian trôi đến khi đoạn đường chia đôi thì đã xa xôi. Gặp được nhau bước bên nhau dù có ngang ngôi mà đậm sâu, xuân thời có nhau mới dạng người nụ cười khắc trên bờ môi, dù ngày sau có thương đau ta vẫn sẽ chúc cầu cho nhau, mong rằng vẫn dài sẽ huy hoàng như pháo hoa ngập tràn. Những tháng năm đó đem lòng gửi trao một người, cớ sao để biết bao điều chưa nói, để rồi bao lâu chẳng hay đâu thời gian trôi đến khi đoạn đường chia đôi thì đã xa xôi. Gặp được nhau bước bên nhau dù có ngang ngôi mà đậm sâu, xuân thời có nhau mới dạng người nụ cười khắc trên bờ môi, dù mai sau có thương đau ta vẫn sẽ chúc cầu cho nhau, mong rằng quãng đường phía trước sẽ được sáng sẽ huy hoàng như pháo hoa ngập tràn. Rằng ta sẽ trở về một lần nữa được sống lại nào, tháng ấy người từng hứa sẽ mãi bên tôi giờ nơi đâu, có lúc nào nhớ đến nhau, hồi ức chấm xuân dịu dàng là hành trang tôi mơ. Gặp được nhau bước bên nhau dù có ngang vui mà đậm sâu, xuân thời có nhau mới dạng người nụ cười khác trên bờ môi, dù ngày sau có thương đau ta vẫn sẽ chúc cầu cho nhau, mong rằng quãng đường phía trước sẽ được sáng sẽ huy hoàng như pháo hoa ngập tràn.
Thương tà áo lụa gấm hoa, long lanh mắt biếc, tóc lòa xòa vai. Ngày mai giả biệt cô thầy, trường xưa bạn cũ đông đầy nhớ thương. Chương trình lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12 khóa 68, niên khóa 2020-2023 đến đây là kết thúc. Xin được kính gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến sự nhiệt huyết tận tâm của quý thầy cô, sự quan tâm đồng hành của cha mẹ học sinh trong suốt quãng thời gian vừa qua. Cô chúc các em học sinh khối 12 bình tĩnh, tự tin đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới và sẽ chinh phục được những khát vọng và ước mơ của cuộc đời mình. Xin chân thành cảm ơn.